Mẹ ơi, mẹ qua đây với con. Ôi trời ơi. Cô nhiều lắm. Lêu. Cái này xíu nè. Ôi. Không có. Im nằm. Không có rung nha. Đút kinh nghiệm nha. Em chắc cô cầm cái kim đang bay á, không có qua tay này. Da bé là da khô quá mà. Không, chưa chị mấy đứa nó còn nhỏ cũng da bình thường. Chị mới xác định là da giàu nè. Mấy đứa này chưa thêm mà. Ế, đâu. Đau mà nằm im mà được. Chị con sẽ phát ra tiếng động. Ừ, cứ la hét lòng chi lò. Mà nằm im mà được. Mình cứ cập cửa ra được. Dẫu ở ngân hàng rồi đó. Hai đàn ông trai chi mà đó thì nó không nghe. Anh hai ngơ, anh hai buồn. Nói cho nó nghe chứ. Con không ngờ anh hai là con người. Mẹ ghét quá. Chứ nó lét rồi thôi. Trời trái cố. Cục cho nó đau. No. Em bé này một cái đó. Không lì lắm. A hi hi. Nó không nè. Bụng nó dễ ra hơn bé nhiều đó. Đụng vô là chứ đau không được. Ê
Trời. Trời ơi, cứu tôi. Kiếp gì bị la. Khi nó sang cái quả cầm ta cầm chân chân hơn. Mẹ thương anh hai hơn. Bỏ mấy làm bơ vơ ở đây. Trời ơi. Bữa ăn bữa thầy chồng mất tiêu rồi. Trời ơi, ở bà tây dọa bà chân thương hơn. Nó có đầu cô đầu đầu có những suy nghĩ. Chứ chi nữa. Chứ không lấy chồng rồi. Dạ dạ có. Ừ thì theo chồng chứ không phải ở với mẹ. Nó anh hai theo vợ. Công này nó ngu mình nè theo vợ. Ý đeo quá. Cứu tôi. À đau quá cô ơi. Cô gắng mình nghe ở đâu. No. Cô nặng đau. Nghĩ chơi với cô. Năm nay con học lớp 6. Đó, mình 2 tuổi rồi. Đúng rồi. Ha, chiếc gì biết đâu. À, nhà gần nè. Dạ gần lắm. Dễ đình đặt luôn kìa. He. Dạ, con nặng mấy lần rồi, còn anh hai hình như lần thứ 2 hay sao? Anh hơi nhiều. Nè to sốt chặt chuồng đúng không? Dạ rồi. À đau quá. Buồn. Trời ơi cứu con. Mấy bữa mẹ dẫn đi đi bơi dẫn đi. Dạ mẹ. Chỉ có mẹ dẫn đi thôi. Con rủ ba qua đây nhưng mà ba không chịu. À, ba ốc thuốc. Ủa con tự hát rồi. Chưa. Dạ hát chưa hát. Gần đúng không cô? Ừ. Xong trước anh hơi mà. Ừ.
Vậy mà mẹ kêu chậm nói mẹ qua lại với con. Hay khác gì? Sắp.